Hello, Hello, teacher. hey, how are you today? I'm good. Okay, now we continue with our lesson for today with the next unit. Unit city 46. Here, I share the screen with you. Can you see it? Yes, I can. Okay, unit 46, we're all at home today. Now, we have part A, John. Ask and answer the questions. Do you live in a house or flat? I live in a house. Okay, have you always lived in the same house? Yes, And I yes, với cái câu này thì con sẽ có yes gì? yes, I have. Yes, I have. Are your friends with other people who live near to you? Yes, they are. Far is it from your house to school? You say again? How far is it from your house to school? I don't know. What time do you does it take from your house to school? 15 minutes. 15 minutes. Quite far. Okay, now next please. You have flyers tip here. For reading and writing part two, you need to look at the tense of the auxiliary verb form. For example, you have be, have, do, and modal can, will, used by the first speaker, as this will sometimes help you choose the correct reply. For example, did you enjoy the party? Yes, I did. Con sẽ có ở đây ở cái phần phần đọc và viết ở phần 2 á, thì con sẽ cần là nhìn xem cái thì của những cái của những cái động từ trợ động từ ha. Con sẽ có từ này là trợ động từ, auxiliary verb là trợ động từ. Ví dụ con có động từ to be nè, have, hay là từ do, hoặc là với những cái động từ đặc biệt, ví dụ con có từ can, từ will, thì nó sẽ giúp con là tìm ra được câu trả lời đúng. Ví dụ ở đây người ta dùng từ did, thì con sẽ có là did you enjoy the party? Yes, I did. Con sẽ tìm ra được câu trả lời với từ did ở đây. Yes, I did. Okay. Yes. Now, next, please. Who's talking? Match the numbers and letters. We have a picture here. Again. Some sentences here. You have six sentences here, and number one is done for you. And now listen, please. First, you look at these sentences and let me know, is there any new word for you? Here, John, you have give me a lift. What does it mean? Give me a lift. Don't know. Con sẽ có từ này, cho đi quá gian con ha. Give me a lift. Can your mom give me a lift into town later? Đi quá gian. Now listen please, John. Is there any new words? Are the new words done?
Con nhìn xem có cái từ nào mới không nào. Sorry, please wait. Okay, let's Tortoise. Đó là con rùa đó con. Ừ. Con rùa cạn thì người ta sẽ có tortoise. Tortoise. Please wait for a while. Check down there. Yes. Tortoise. Tortoise. Con sẽ có tortoise. Not tortoise. Tortoise. Con rùa, rùa cạn thì mình sẽ gọi là tortoise. Give me a lift. Cho tôi đi quay lên. Any new No. words done? Okay. Now listen. Tortoise. Now, listen, please. 46A. We're all at home today. Listen. Can you hear clearly? Yes. Okay, now Check continue, your please. answers. Have you seen my pet tortoise yet? Yes, I have. It's really cool. Can your mum give me a lift into town later? She can't today. Sorry. Were there lots of people at the match? Yes, there were thousands. Did you repair your bicycle? No. I didn't have time. Is Oliver at home? He isn't now, but he will be later. Are you going snowboarding today? We are, but not until this afternoon. Have the answer? You need to fill in the blanks with the number, or you can connect this the question with the answer. Now, listen again, John. Con nghe lại nhé. Yes. 46A. We're all at home today. Listen and check your answers. Have you seen my pet tortoise yet? Yes, I have. It's really cool. Can your mum give me a lift into town later? She can't today. Sorry. Were there lots of people at the match? Yes, there were thousands. Did you repair your bicycle? No, I didn't have time. Is Oliver at home? He isn't now, but he will be later. Are you going snowboarding today? We are, but not until this afternoon. E. Okay. Now let's check the answer. We have C, A, F, B, and E. I have the same answer with yours. Good job. And underline the auxiliary or modal verb in each match pair. Now don't underline. Now tell me, that's okay. The auxiliary verb in question number one. Oh, number one here, number one. Yet. Con sẽ có nè.
auxiliary or modal verb here. Cái bài bên đây nè con. Nè, con có auxiliary nè. Ở đây có từ động từ to be hay to have hay do. Và modal verb con sẽ có can này, will nè. Thì những từ này được gọi là những cái từ đặc biệt ở trong câu để giúp con tìm ra được cái câu trả lời đó. Thì ở ngay chỗ này, con sẽ có câu thứ nhất, con sẽ có câu gì? Number one, con sẽ có từ have. Ok, have. Auxiliary. Auxiliary verb is have. How about number two? Here. Nó sẽ có nè. Auxiliary verb. That mean là những từ ví dụ giống như là am, is, are. Gọi là trợ động từ con á. Thì con sẽ có này. Ví dụ như am, is, thì là are. Rồi con có gì nữa? Ví dụ như từ do, từ does, hay từ have. Thì cái đó được gọi là trợ động từ. Và con có từ gọi là modal verb. Động từ Dữ chính, động từ đặc biệt đó. Thì con sẽ có ví dụ như từ vậy. can nè, will, rồi could, might, hay là may. Ha. Thì những từ này được gọi là modal verb. Vậy con sẽ có nè. Vậy ở đây, ở trong câu thứ nhất thì con sẽ có từ have, that auxiliary verb. Okay. This one. Have. How about number two? Con có ở câu số 2 nè. Number two. They use modal verb or auxiliary verb in question number two. Model Modal work. verb and which one? Now which one, Trâm? Okay. Yes, you have can here. Number three. Number three here. Where there are lots of people at the match. Which one? Auxiliary verb or modal verb? Auxiliary. Auxiliary verb, huh? And which one, Trang? Work. Yes, you have the word were here. That's right. And next, please. Number four, they use auxiliary verb or a modal verb? Auxiliary. Auxiliary verb, and which one, Trang? Did. Okay. And how about number five? Which one did they use in this sentence, in this question? Absolutely. Okay. And this is. And number six, is it are they using auxiliary verb or modal verb? Absolutely. Auxiliary or auxiliary verb are, and you look at the answer. For example, for number six, you have number six. Let me see. The answer is E here. We are. We are. You will find in the answer the same auxiliary or modal verb. Con sẽ tìm thấy ở trong cái câu mà
trong câu trả lời á ha, con sẽ tìm thấy cái từ tương tự vậy. Cái từ mà tương tự đó có thể là đây, ví dụ ở đây con có từ are, thì ở trong câu trả lời con cũng sẽ tìm được chữ are này. Ok. And in number two, you have which one? Ở câu sẽ this one. Number five, is Oliver at home? And your answer is B. Yeah. And the answer, you will find the same kind of verb here, isn't. You have the word isn't. Con hiểu chỗ này không? Do you understand this, Trân? No. Con sẽ tìm thấy nè. Cái bài này á, nó đang giúp con là tìm ra được cái câu trả lời tương tự cho cái phần này. Ví dụ như ở đây nè, người ta dùng cái trợ động từ thì con cũng sẽ tìm được một trợ động từ ở trong cái câu trả lời á. Con không tập trung sao con hiểu được. Ví dụ ở trong cái câu thứ ba nè, trong cái câu number 4 nè, con sẽ có chữ did nè. Thì cái câu ở trong câu trả lời của con sẽ tìm được cái chữ didn't tương tự này. Để trả lời, con sẽ biết được đó là nó đang nói về quá khứ và nó liên quan tới cái câu này. Cái bài này á, nó đang giúp con á, là con sẽ tìm được cái câu trả lời cho cái phần mà con sẽ thấy ở trong bài thi á. Nó sẽ có một cái phần mà có câu hỏi và con đi tìm câu trả lời đó. Thì cái bài này nó hỗ trợ con là cái cách để con tìm được cái câu trả lời đúng và dễ dàng này. Ví dụ như ở đây con có chữ where ở trong câu số 3. Thì ở trong câu trả lời của con chọn A đúng không? Nè. Có chữ where thì ở trong câu trả lời của con sẽ tìm được chữ where luôn nè. There were, sorry, chữ were. There were thousand. Đấy. Con sẽ tìm được chữ were the same. Và ở trong câu này, number 2, con sẽ có câu trả lời là người ta dùng từ can ở trong câu hỏi, thì ở đây con sẽ tìm được chữ can't nè. Và chữ have ở đây thì người ta sẽ con cũng tìm được chữ have ở đây ở trong câu trả lời. Cái phần này nó nói cũng hơi khó hiểu ha. Có thể con làm cái phần này nó ổn rồi. Trang hiểu chưa? Nó sẽ cùng một thì ha, hay là nó cùng một cái động từ khiếm quyết á, để con có thể làm được dễ dàng cho cái phần này ha, ở trong câu hỏi và câu trả lời. Được không con? Ok. Rồi, bây giờ con để xem nào. Con thoát ra đi rồi mình vào mình học tiếp con ha. Ok Trân.